Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Ngẫm TV. Mới đây thì chính phủ của ông Hun Sen vừa đưa ra quyết định rút khỏi tam giác phát triển CLV vào ngày 22 tháng 9. Đây là một quyết định khá sốc. CLV là tên viết tắt của ba nước Đông Dương, Campuchia, Lào và Việt Nam. Thật sự quyết định này của ông Hun Sen và đằng sau quyết định này chắc hẳn là có một sự đắn đo không hề nhẹ. Bởi bản thân ông ta cũng thừa nhận rằng cộng đồng CLV rất có hiệu quả trong việc xóa đói giảm nghèo, giảm được bất ổn tại những khu vực hẻo lánh tiếp giáp giữa ba nước Đông Dương. Và câu hỏi đặt ra là vì sao ông Hun Sen và con trai của mình phải từ bỏ những lợi ích tách mình ra khỏi khu vực Đông Dương vốn chỉ có ba nước, cái kiềng ba chân nay đã mất đi một chân, thì nó có phải là dấu hiệu của một sự sụp đổ nào đó hay là không? Hẳn thì chúng ta còn nhớ vào tháng trước đã có một cuộc biểu tình quy mô lớn do phe đối lập tiến hành cả trong và ngoài nước nhằm phản đối tam giác phát triển CLV. Khi đó lực lượng an ninh tại Phnom Penh đã được huy động ở mức tối đa. Thế nên việc rời khỏi thỏa thuận hợp tác CLV được chính quyền Hun Sen coi là một hành động tước đi vũ khí của phe đối lập và không cho họ cái cớ để tiếp tục biểu tình vào tháng 10. Đây nghe thì có vẻ là khá thuyết phục, nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác, có lẽ giờ này cha con Hun Sen đang đóng bỉm vì lo sợ cách mạng màu với tình hình chính trị đa đảng như hiện nay ở Campuchia, thì con thuyền chính trị của gia đình ông Hun Sen đang đi vào vùng nước xoáy và có thể bị lật nhào bất cứ lúc nào. Chỉ với một con sóng nhỏ nhưng nó cũng là một thông điệp gửi tới người Mỹ rằng nếu ép quá thì Campuchia sẽ ngày càng phụ thuộc, gắn chặt vận mệnh của mình với Trung Quốc. Hơn nữa, đây có thể trở thành một bước đi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa kinh điển ở trong chính trị Trung Quốc, sẽ không ngại ngần dang rộng vòng tay để chào đón Campuchia đi vào lòng đất thêm một lần nữa, bởi vì Hun Sen đã quên đi bài học ai là kẻ đã dựng nên chế độ diệt chủng Pol Pot khét tiếng ở xứ Chùa Tháp. Trước mắt chúng ta thì hãy nói về nước cờ chính trị của cựu thủ tướng Campuchia ông Hun Sen một chút. Ông cho biết rằng việc rút khỏi tam giác phát triển CLV là để tước bỏ vũ khí của phe đối lập. Nhưng xem ra cách lý giải này thì khó thuyết phục. Chính ông Hun Sen cũng ý thức được rằng phe đối lập có thể xem việc Campuchia rút khỏi tam giác phát triển như là một chiến thắng của họ. Nếu như vậy thì trong tương lai phe đối lập hoàn toàn có thể áp dụng chiến thuật này đối với các vấn đề khác, và chính phủ Campuchia sẽ phải nhượng bộ. Lùi thêm nhiều bước nữa, tác động tiêu cực thứ hai của quyết định này là có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư đang làm ăn tại Campuchia và khiến cho những người đang có ý định đầu tư vào Campuchia phải e ngại vì môi trường chính trị bất ổn tại đây. Điều thứ ba đáng lưu ý nữa và cũng là một yếu tố quan trọng nhất để bất kỳ một chính quyền nào có thể tồn tại, đó chính là lòng dân. Ông Hun Sen nói rằng vì cân nhắc đến những lo ngại của nhân dân về lãnh thổ nên chính quyền quyết định rút khỏi thỏa thuận hợp tác tam giác phát triển. Nhưng như vậy có khác gì gián tiếp thừa nhận rằng những cáo buộc của phe đối lập là có căn cứ, bởi vì người ta sẽ đặt ra một câu hỏi: nếu mọi thứ đang diễn ra một cách tốt đẹp thì tại sao chính phủ lại phải rút lui? Do vậy thì mình nghĩ rằng quyết định này của Campuchia ngoài miệng thì nói là để tước đi vũ khí chính trị của đối thủ thì có lẽ quyết định này có hại nhiều hơn là có lợi. Tuy như vậy, Campuchia làm như thế nào có thể là vì bất đắc dĩ và còn có những khó khăn nào đó hoặc có những toan tính riêng của cha con nhà ông Hun Sen, chúng ta khó có thể biết được. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu kết quả này có thực sự giúp cho chính phủ hoàng gia Campuchia triệt tiêu hoàn toàn mầm mống của bạo loạn như họ đã kỳ vọng, là tước đi vũ khí của phe đối lập hay là không? Để có cái nhìn rõ hơn về việc này, chúng ta hãy tìm hiểu về mầm mống bạo loạn liên quan đến vấn đề Việt Nam của Campuchia từ trước tới nay. Có thể thấy chủ nghĩa dân tộc chống Việt Nam tại Campuchia là một hiện tượng khá phức tạp, có gốc rễ sâu xa từ rất lâu. Về trước, Campuchia từng có niềm tin rằng quốc gia này đã để mắt Campuchia, Rum và đảo Con Tra, tức là Phú Quốc hiện nay, vào tay của Việt Nam trong quá khứ dưới thời Pháp thuộc. Sau đó là việc Việt Nam tham gia lật đổ chế độ Khmer Đỏ qua lời kêu gọi giúp đỡ của ông Hun Sen đã làm cho Campuchia được hồi sinh, nhưng nó cũng làm dấy lên nhiều quan điểm trái chiều. Trong khi người dân Campuchia thì coi Việt Nam là một người hàng xóm đáng tin cậy, thì vẫn có những nhóm dân tộc thiểu số cực đoan, các lực lượng chính trị đối lập lại cho rằng Việt Nam có ý định kiểm soát Campuchia. Và trong dự án tam giác phát triển CLV cũng có hai diễn ngôn mang tính đối chọi về sự hợp tác này. Chính phủ và những người ủng hộ cố gắng cho thấy sự hợp tác với tam giác phát triển Campuchia là Việt Nam sẽ giúp cho các tỉnh Campuchia phát triển, trong khi các nhóm khác thì lo lắng và cảnh báo Campuchia sẽ mất đi 4 tỉnh vào tay của Việt Nam. Trong tương lai có thể thấy chủ nghĩa dân tộc ở Campuchia cùng với quá khứ được Việt Nam giúp đỡ để ngồi lên ghế thủ tướng của ông Hun Sen đã dẫn tới sự chống đối
từ các phe đối lập, các lực lượng chính trị tại Campuchia trong cuộc đua giành quyền lực đã khéo léo lợi dụng tâm lý dân tộc chủ nghĩa cực đoan như một công cụ mạnh mẽ để thu hút sự ủng hộ từ quần chúng. Và điều này đã thể hiện rõ nét qua các cuộc biểu tình với các bài phát biểu công khai, thậm chí là phe đối lập còn chĩa mũi dùi đâm thủng khá nhiều, như những chính sách của chính phủ trong thập kỷ qua. Đảng Cứu Quốc Campuchia CNRB dưới sự lãnh đạo của Sam Rainsy và Komaka đã khéo léo khai thác chủ nghĩa dân tộc, dùng nó để chỉ trích chính quyền của ông thủ tướng Hun Sen. Những luận điệu như Hun Sen là con rối của Việt Nam hay Campuchia sẽ trở thành một tỉnh của Việt Nam đã được vận dụng một cách triệt để trong các chiến dịch tranh cử, gây ra sự lo lắng, bất an trong lòng công chúng của đất nước Chùa Tháp. Sự khéo léo này không chỉ thể hiện tính chiến lược trong chính trị, mà còn cho thấy tác động sâu sắc của tâm lý dân tộc đến đời sống chính trị của Campuchia. Trên thực tế thì không chỉ các đảng đối lập mà ngay cả đảng nhân dân Campuchia của ông Hun Sen cũng đang sử dụng chủ nghĩa dân tộc như một vũ khí chiến lược trong các cuộc đấu đá chính trị nội bộ. Ông Hun Sen đã nhiều lần lên án các đối thủ của mình vì đã khơi dậy tinh thần chống Việt Nam nhằm tạo ra sự bất ổn xã hội. Tuy nhiên, trong khi các cuộc biểu tình phản đối dự án CLV ngày càng gia tăng, thì chính quyền Campuchia đã nhận ra rằng việc tiếp tục tham gia vào khu vực phát triển này tiềm ẩn những rủi ro về mặt chính trị. Vậy nên sự chuyển hướng này không chỉ phản ánh nỗi lo ngại về an ninh nội bộ, mà còn cho thấy áp lực từ sự phẫn nộ của quần chúng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của chính quyền hiện tại. Vì vậy, khi mà ông Hun Sen nói rằng đất nước của ông ta sẽ rút lui khỏi tam giác phát triển, trên là để tước bỏ vũ khí của phe đối lập, nhưng xem ra sự lý giải này khó thuyết phục. Bởi chính ông Hun Sen cũng ý thức được rằng việc phe đối lập có thể xem việc chính phủ Campuchia rút khỏi tam giác phát triển như là một chiến thắng của họ. Với chiến thắng này thì trong tương lai phe đối lập hoàn toàn có thể áp dụng lại thế võ này thêm một lần nữa, nhưng là với một vấn đề khác. Chính phủ Campuchia hoàn toàn có thể sẽ phải đưa ra những sự nhượng bộ lớn hơn. Trong tương lai như vậy, chúng ta có thể thấy được là khi ông Hun Sen cho rằng việc rút lui khỏi CLV giúp dập tắt ngọn lửa của phe đối lập, thì đó chỉ là một động tác giả để đánh lừa công chúng rằng chính phủ đã giải quyết được vấn đề, dập tắt nguy cơ bạo loạn thành công. Thế nhưng gốc rễ của những bất ổn lại chuyển sang chế độ trái Âm Ỉ, bởi rõ ràng cái mà phe đối lập nhắm đến ở đây chính là Việt Nam. Bởi thế mà bất kỳ một vấn đề nào liên quan đến hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong tương lai cũng sẽ trở thành lý do cho những phe phái này tung ra những luận điệu xuyên tạc. Vậy nên nếu ông Hun Sen muốn tiêu diệt gốc rễ của vấn đề, thì chỉ khi Campuchia không bao giờ dính dáng hay có bất kỳ hợp tác nào với Việt Nam. Nhưng việc này trên thực tế là không hề khả thi, bởi nói trắng ra là không thể được, chỉ trừ khi Campuchia tự cô lập mình với thế giới mà thôi. Thêm vào đó, Việt Nam là một nước láng giềng, chung đường biên giới với Campuchia, thì làm sao có chuyện hai nước không bao giờ tiếp xúc hoặc nói chuyện với nhau được. Chính vì vậy có thể khẳng định chắc chắn rằng quyết định rút lui Campuchia khỏi CLV sẽ không giúp chính phủ hoàng gia Campuchia triệt tiêu hoàn toàn mầm mống chống bạo loạn như họ đã kỳ vọng. Ngược lại, họ còn tạo cho phe đối lập có thêm một góc nhìn để thấy rằng chính phủ Hun Sen đã thua trong ván cờ này. Chắc chắn là trong tương lai, chính phủ của cha con ông Hun Sen sẽ còn phải chịu lùi bước trước các yêu sách đòi hỏi vô lý của phe đối lập. Nhiều hơn nữa, điều này có thể dẫn tới những hậu quả xấu như là trong tương lai, cha con ông Hun Sen sẽ phải có những thỏa hiệp chính trị lớn hơn cho các phe phái. Chưa kể đến quyết định này của chính phủ, cha con ông Hun Sen đã làm mất lòng tin của người dân và đưa người dân Campuchia lại gần hơn với các phe phái đối lập. Tại sao lại nói như thế? Bởi vì nếu thật sự là hợp tác với Việt Nam là trong sáng và Việt Nam không hề lấy đất của Campuchia, nhưng chính quyền của ông Hun Sen vẫn luôn bảo vệ luận điểm này, thì việc Campuchia phải tuyên bố rút khỏi dự án này như mong muốn của phe đối lập. Nói đến đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng quyết định của chính phủ Campuchia hiện nay mang về nhiều bất lợi lớn hơn cho họ và những lợi ích. Liệu nó có tạo nên một hiệu ứng domino cho một sự sụp đổ trong tương lai hay là không, thì chúng ta còn phải chờ xem liệu tháng 10 và tháng 11 hết năm nay phe đối lập sẽ còn tổ chức thêm nhiều cuộc biểu tình như thế nào nữa hay là không. Và tiếp theo là Trung Quốc ác với Philippines. Trong những ngày tháng gần đây, chính phủ Philippines vô cùng bất ngờ. Họ không thể tưởng tượng được rằng quan hệ Việt Nam-Trung Quốc lại được cải thiện nhanh như vậy. Người Phi rất bất ngờ, và chẳng những người Phi mà người Việt Nam chúng ta cũng hoàn toàn bất ngờ. Bởi giữa lúc Philippines và Trung Quốc đối đầu gay gắt trên các vùng biển thuộc khu vực Biển Đông, thì Việt Nam lại dám ký kết các thỏa thuận hợp tác an ninh với một nước đang có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Càng ngày chúng ta càng thấy ngoại giao cây tre của Việt Nam gặt hái được nhiều thành tích rất hiệu quả, vì trong khi các tàu chiến của Trung Quốc thăm giao lưu ở quân cảng Cam Ranh của Việt Nam,
thì Đại tướng Phan Văn Giang lại đi thăm nước Mỹ với tư cách là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhân dịp này thì ông cũng đặt hàng các thiết bị quân sự của Mỹ, cụ thể là Việt Nam đặt vấn đề mua máy bay vận tải khổng lồ C-130 của Mỹ. Như mọi người đã biết thì trước khi đến Mỹ, ông Giang đã đến thăm Philippines, ông đã gặp gỡ Tổng thống của Philippines và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines. Như vậy là ngoại giao cây tre đã cho phép Việt Nam liên tục duy trì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước láng giềng, mặc dù chúng ta cũng có khá là nhiều tranh chấp về lãnh thổ, lãnh hải với họ. Hai nước Việt Nam và Philippines thì lại có rất nhiều tranh chấp về biển đảo với Trung Quốc. Giữa Việt Nam với Philippines cũng rắc rối phức tạp như vậy, có nhiều tranh chấp về chủ quyền ở một số đảo ở Trường Sa, điển hình như đảo Thị Tứ, nhưng mà chính phủ Philippines và lãnh đạo của Mỹ rất bất ngờ vì từ đầu năm cho đến nay, Bắc Kinh leo thang căng thẳng và liên tục có va chạm với Philippines, thì trong khi đó Hải quân Trung Quốc và Hải cảnh Trung Quốc lại đối xử rất hòa nhã với Việt Nam. Vì sao lại như vậy? Bởi vì một cách khách quan mà nói thì cả Philippines và Việt Nam đều có vấn đề với Trung Quốc, cơ mà Bắc Kinh đang gây ra những vấn đề đau đầu cho các tàu hải quân Philippines khi họ thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho một con tàu bị mắc cạn ở bãi Cỏ Mây. Hải quân Trung Quốc thì đã nhảy lên tàu tiếp tế của Philippines, họ dùng các vũ khí lạnh để đánh nhau với các thủy thủ của Philippines. Những hình ảnh này được lan tỏa một cách chóng mặt trên không gian mạng của quốc tế. Trong lúc đó thì Việt Nam cứ hồn nhiên sang thăm Philippines rồi ký kết này nọ, nhưng lại không có một sự phản ứng cảnh báo nào đến từ Trung Quốc. Thậm chí tàu hải quân Trung Quốc còn sang thăm giao lưu hết sức tình cảm thân mật với hải quân Việt Nam. Trước việc các tàu nạo vét của Việt Nam liên tục bồi đắp và gia tăng diện tích các đảo trên Biển Đông, cũng không thấy Trung Quốc ý kiến gì nhiều. Ở đảo Trường Sa đã đưa các tàu vận tải từ trong đất liền tấp nập đưa vật liệu và xây dựng cơ sở hạ tầng. Trên đó chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay, tổng diện tích được bồi đắp đã lớn hơn rất nhiều so với diện tích được bồi đắp trong năm 2022 và năm 2023 cộng lại. Nhưng Trung Quốc vẫn lặng thinh, có phải là vì lãnh đạo Việt Nam biết điều và không phải là mối đe dọa lớn với Trung Quốc vào lúc này hay không? Bởi vì dễ thấy Việt Nam không liên kết, không quá thân và cũng không phải là đồng minh của Mỹ giống như là Philippines. Việt Nam chỉ là đối tác chiến lược toàn diện thôi, thấp hơn đồng minh một bậc rất xa. Việt Nam không những là đối tác chiến lược của Mỹ mà còn thân với Trung Quốc và cũng rất thân với Philippines, cho nên cái mối tình tay ba, tay bốn này nó vẫn rất là khăng khít và luôn đứng ngoài các cuộc cãi giả. Chính vì điều này mà các nhà quan sát quốc tế đặt ra câu hỏi là vì sao Trung Quốc lại hiền với Việt Nam nhưng lại ác với Philippines. Họ tự hỏi và tự trả lời rằng Trung Quốc làm thế mục đích sâu xa là để chia rẽ Việt Nam với Philippines, không để hai nước này đoàn kết, chậm đầu lại và tính kế chống Trung Quốc. Thật ra thì Bắc Kinh không hề ưu ái Việt Nam đâu. Hà Nội với họ cũng rất là bình thường thôi, nhưng mà họ làm căng với Manila. Theo các nhà phân tích quốc tế thì lãnh đạo Trung Quốc đang toan tính thời điểm rất chính xác. Họ cho rằng lãnh đạo của Mỹ không muốn làm căng với Trung Quốc tại thời điểm này vì nước Mỹ đang lo bầu cử tổng thống, hơ đâu mà để ý nhiều đến khu vực ở Biển Đông. Còn ông Joe Biden hiện giờ đang ở cuối nhiệm kỳ rồi và ông ấy đang ở cái thời điểm mà người ta gọi là một tổng thống dịch què, nên đây là thời điểm tốt nhất và là một cơ hội vàng để Trung Quốc gây sức ép với Manila, vì Mỹ không rảnh để lo câu chuyện ở một khu vực xa xôi như vậy. Họ đang cãi nhau, đang dân chủ hay cộng hòa, rồi sẽ ngồi lên ghế tổng thống, nên nước Mỹ có phần lơ là. Câu chuyện Biển Đông, mục đích của Bắc Kinh là ép cho Manila phải rút ra khỏi bãi Cỏ Mây. Hơn nữa, Trung Quốc muốn dạy cho Philippines một bài học là đừng có trông đợi quá nhiều và đừng có trông cậy vào sức mạnh của Mỹ mà làm liều với Trung Quốc. Trung Quốc giờ đây không phải là Trung Quốc của hơn 10 năm trước. Họ có rất nhiều mặt mạnh hơn nước Mỹ, vậy nên kể cả là nước Mỹ đã phát biểu là họ sẽ hỗ trợ cho Philippines tiếp tế cho con tàu mắc cạn ở bãi Cỏ Mây thì cũng không phải là một vấn đề lớn với Trung Quốc. Trung Quốc cũng không sợ Mỹ, Trung Quốc hiểu rằng nước xa không cứu được lửa gần, họ sẽ tiếp tục dùng tàu chiến để quấy rối bãi Cỏ Mây. Nhưng Tổng thống Philippines thì cũng không phải là dạng dừa, nếu Trung Quốc gây thương vong cho hải quân hay là thường dân của Philippines thì ông cũng đe dọa là sẽ kháng cự và không chừng là có chiến tranh. Trung Quốc nói đây là vùng có tranh chấp nên Philippines phải rút ra, nhưng Philippines thì khẳng định rằng đây không phải là vùng có tranh chấp, không có gì phải nhượng bộ cả. Tổng thống của Philippines làm căng với Trung Quốc hơn người tiền nhiệm trước đây của ông. Thật ra có lợi cho Việt Nam rất nhiều, bởi vì Trung Quốc giờ đây tập trung đối phó làm sao cho hiệu quả với Philippines. Họ ngó lơ Việt Nam và đây là một điều rất đáng quý trọng với Việt Nam. Vào lúc này rõ ràng là Trung Quốc chỉ dám châm lên một đốm lửa nhỏ với Philippines,
do họ hiểu là nếu cũng châm đốm lửa to với Việt Nam như vậy thì nguy cơ cháy nhà cũng khá là cao. Vậy nên phải hiểu rằng không phải là vì Trung Quốc yêu quý Việt Nam nên gần đây họ không gây sự, mà là vì họ chưa sẵn sàng cho các xung đột lớn xảy ra. Cùng một lúc trong quá khứ, Trung Quốc đôi khi tránh va chạm với nhiều nước láng giềng cùng một lúc để tập trung giải quyết các vấn đề quốc tế có lợi hơn, giải quyết các vấn đề nội bộ ở trong nước. Có lẽ Bắc Kinh không muốn gây ra thêm sự chỉ trích nếu sử dụng vũ lực đồng thời với nhiều quốc gia tranh chấp. Việt Nam có lẽ cũng đã tranh thủ thời điểm hoàn hảo để hành động trong thời gian qua, bằng chứng là chúng ta đã mở rộng và củng cố các tiền đồn của mình. Thêm vào đó, Hà Nội có lịch sử tranh chấp khá là cứng rắn, sẵn sàng kháng cự mọi sự đè nén của Bắc Kinh, chẳng hạn như trong cuộc khủng hoảng giàn khoan HD981 mà Trung Quốc đưa vào thềm lục địa của Việt Nam hồi năm 2014, thì Hà Nội đã phản ứng rất quyết liệt. Bởi vậy, nếu Bắc Kinh biết rằng Hà Nội đã xác định rằng việc tôn tạo đảo của mình là cần thiết về mặt quân sự, thì Hà Nội sẽ không lùi bước trước các hành vi cưỡng ép theo kiểu chiến thuật dùng xám và sẵn sàng chấp nhận rủi ro leo thang đáng kể. Điều đó có thể đã răn đe được Trung Quốc. Và video đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Nếu thấy hay, xin hãy cho một like và một chia sẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.